Từ những cái cử chỉ hành động mà anh dành cho em á, em cảm giác là mình được yêu, em cảm giác là em thích anh từ rất lâu rồi. Em tên là Cương, mọi người thường gọi với em với nickname là Sito, và em sinh năm 2005. Hiện tại bây giờ em đang làm công việc gì? Em đang làm trên mạng TikTok. Idol TikTok. Vâng. Thế hiện tại bây giờ em đang độc thân hay em đang có người yêu? Vâng, hiện tại em đang độc thân ạ. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua tầm 4 mối tình, cái đó gọi là chính thức đấy. Thế tức là sẽ có những mối tình kiểu gian gian díu díu mập mờ đúng không? Vâng, đúng rồi. Có nhiều lắm không? Cũng hơi nhiều đấy. Thế em có thể chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của em thích một người như nào? Em thích một người sạch sẽ, sạch sẽ, không không cần quá đẹp trai ưa nhìn là được. Cao hơn em. Em cao 1m bao nhiêu? Em chính xác là em cao 1m75. Em còn một người yêu tầm 1m8. Không có đâu. Có tài chính thì càng tốt. Em đâu? Em có bạn thân khác giới không? Vâng, em có. Có. Thế mức độ thân thiết của hai bạn tới mức nào nào? Lúc trước em với nó thân, xong rồi Gái thân. Đúng rồi, từ khi nó có người yêu thì nó bỏ em luôn rồi. Cái... có hiếu với trai thế cơ? Đúng, là một con nhỏ rất có hiếu với trai. Đi chơi đâu cũng kè kè với trai. Thế hả? Đúng, chính xác. Ok, ngày hôm nay nhân tiện em nhận lời tham gia cái trải nghiệm của định mệnh của anh, thì anh muốn đưa ra cho em một cái thử thách. Đó chính là em sẽ gọi điện cho người bạn thân khác giới của em, rồi báo một tin cực kỳ động trời, đó chính là em có tình cảm với cả người yêu của bạn đấy. Không cái chuyện như vậy mà tụi bay dám làm á hả? Vâng, em chấp nhận thử thách ạ. Ok, thế thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay. Em đã sẵn sàng tham gia thử thách chưa? Em sẵn sàng. Ok. Alo My à? Ủa, anh đang ở kế My à? Ờ đúng rồi em, anh đang bên nhà My nè, sao vậy? My đâu rồi anh? Anh có thể đi ra một chỗ này mà My không có thể nghe thấy được không? Ờ, em nói tại vì anh đang ở ngoài ban công, đang ngồi chơi ở ngoài ban công. Có một chuyện mà em cũng muốn hỏi anh từ lâu rồi ấy. Anh có thể trả lời em không? Từ đó tới giờ đi chơi với em á, có My nữa thì anh cảm thấy em là như thế nào? Anh cảm thấy em nói chuyện với anh là sẽ là tốt tính đó. Vậy còn cái gì khác không? Anh thấy em nói luôn, anh cũng thấy nhiều lắm, anh chỉ thấy đúng như vậy thôi. Vậy thì để em nói cho anh nghe nha. Rồi, em nói đi. Trong cái suốt mà từ cái hồi mà anh quen My tới bây giờ á, những cái lúc mà anh đi chơi với My với cả em á, anh có biết là em đã suy nghĩ gì không? Em cảm giác là em cần một người như anh bảo vệ em. Từ những cái cử chỉ hành động mà anh dành cho em á, em cảm giác là mình được yêu, mình được sống với đúng là mình. Nói chung nó có nhiều cảm giác lắm, là từ cái cách nắm tay anh dắt em qua đường, hay là cả hai cùng, cả ba cùng đi, thì đôi lúc á có những cái cảm giác mà khi mà anh thân mật với My hơi quá thì em lại có một chút ghen trong lòng. Thì đó là những gì mà em cảm nhận từ đó tới giờ, từ khi mà anh quen My. Nhưng mà em như vậy, cũng như là em là bạn của
vậy thì em muốn nói một điều là em cảm giác là em thích anh từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ em mới có can đảm để em nói với anh điều này. Anh cũng hơi bất ngờ về cái điều này á. Vậy thì anh cứ nói hết cảm nhận của anh về em đi. Anh cũng nói thật thì anh cũng hơi bất ngờ, nhưng mà trong một quá trình anh quen với thì kiểu như anh cũng có cảm giác là anh có tình cảm gì em hay sao á. Không biết những lúc đó anh sẽ suy nghĩ như thế nào nha, nhưng mà đối với em á, là những lúc đó anh giống như kiểu là anh nằm ở trong cái gu của em luôn á. Kiểu một người tinh tế, một người biết trước biết sau. Em không biết nói như thế nào, nhưng mà là từ đó tới giờ những gì mà anh thể hiện nó đều là, nó đều cho em cảm giác là anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà anh nói thật nha, em nói nha, điều này em không sợ bị biết người vợ mất người sao hả? Anh nếu vậy em hỏi lại anh nha, nếu mà em sợ mi buồn á thì em có gọi, em có muốn nói cái điều này với anh không? Vậy thì ý anh giờ sao? Hay là mình anh không thể nào mà bây giờ chọn gì đâu. Hay là mình mập mờ được không? Mình sao luôn đâu. Em không quan trọng là cái chuyện mập mờ hay không, mà là em cần biết là anh có thật sự có tình cảm với em hay không. Em nghĩ là những điều mà anh nói á, em cảm nhận được. Và em không nghĩ là khi mà em gọi cho anh là anh lại như vậy. Tại vì em từ trước tới giờ em chỉ suy nghĩ á, là khi mà anh quen My á, anh muốn thể hiện là anh ca lăng với My và cả em luôn. Nhưng mà khi mà anh gọi em á, thì tự nhiên em lại có một cảm giác khác là anh cũng có tình cảm với em. Thì không biết là anh như thế nào. Dạ, luôn vấn đề bây giờ nè. Anh lúc đầu anh quen mới đến được cũng không ơi. Nhưng mà giống như sao khi tiếp xúc với em nhiều hơn, anh lại có tình huống để tình cảm với em nhiều hơn. Thành ra là anh có thể là vậy bây giờ anh tính như nào? Nếu mà em thích anh thì anh cũng thích em, thì có thể mình ở sau lưng không có thể, cái này là một tháng là không thể nào mà công khai được. Anh chỉ muốn là mình bên nhau, nhưng mà không để cho My biết và mọi người biết. Em có chấp nhận không? Lỡ đâu My biết làm sao? Thì em bảo là lỡ đâu thôi mà. Thì anh xong rồi không có lỡ đâu. Thì nói chung mà anh không nói, em không nói, tất cả không ai đều biết hết, đúng không? Chuyện này cũng như là một, kiểu giống như là một mối tình công khai vậy đó. Mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai. Kiểu như là em sợ là giống như là một trái bom á mà nó nổ chậm á. Kiểu
lâu dần á, khi mà chuyện anh với em lún sâu rồi á thì kiểu gì mới trẻ biết, và anh có sợ điều đó hay không? Nếu mà em đã nói với anh em không sợ gì rồi thì tại sao anh phải sợ đúng không? Lúc đấy anh sẽ chọn ai? Vì sao anh lại chọn em? Cái gu, thật ra cái gu của anh là dịu dàng nè, thích nè, còn My thì nó hơi đậm đá, với lại nó nhiều chuyện, anh cũng thấy vậy. Nhưng mà vấn đề em không phải là con gái. Thì nếu mà anh nói như vậy thì anh đã chấp nhận cái chuyện đó, mà là con gái mà, đúng không? Vậy anh có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không? Cảm ơn và em sẽ suy nghĩ thêm. Em suy nghĩ đi, thì có gì em cứ gọi bên số cho anh. Chứ gọi em mới có thể nghĩ nhiều lắm. Bây giờ anh có rảnh không? Anh đang rảnh rồi. Vậy không có gì đi hả? Tắt luôn. Chắc là bạn người yêu mà đi, bạn ấy tắm xong rồi. Em cảm thấy nào sau khi mà tham gia trải nghiệm này? Em cảm giác là bất ngờ. Bất ngờ ấy, kiểu em muốn nói điều này lâu rồi nhưng mà nó lại... Thế là em có tình cảm với cả bạn kia thật? Kiểu nhiều lúc muốn nói nhưng mà là không nói được ấy. Nhưng mà cảm xúc mà, cái cảm xúc mà ban nãy, những cái thứ mà tạo cho em cảm xúc với bạn nam kia mà em vừa nói là thật? Thì đó là những lời mà em thốt ra mà, đâu có diễn được đâu. Thế là bây giờ đây là một tình huống giả định anh đưa ra, nhưng mà câu chuyện đó là câu chuyện của em luôn. Đúng, đó là một câu chuyện đời thật của em. Nhưng mà My là bạn của em mà. Đôi lúc em không nghĩ là mình lại trong trường hợp này, nhưng mà nó lại dính vào trường hợp này. Đó là lý do vì sao mà trong suốt thời gian qua em không muốn có người yêu. Vậy thì bây giờ tình huống xảy ra là bây giờ bạn nam kia, bạn ấy cũng có tình cảm với em, giống như ban nãy em có nghe được trong cuộc trò chuyện, thì em định sẽ như thế nào với cái mối quan hệ này? Kiểu như là nó tiến tới không được mà nó lui cũng không được ấy. Lời mình nói ra rồi mà bây giờ mình thu lại thì nó cũng khó anh. Thế em sẽ chấp nhận với mối quan hệ mập mờ này? Em nghĩ là hiện tại là nó sẽ như vậy, nhưng còn tương lai thì em chưa biết chắc được. Ok, quyết định là của bản thân em thôi, cuộc đời em do em chọn. Anh cũng mong rằng em sẽ suy nghĩ thật là kỹ và sẽ có một quyết định đúng đắn, chứ anh không có khuyên em là em nên như này hay nên như kia. Cảm ơn em rất nhiều vì em đã nhận lời tham gia trải nghiệm ngày hôm nay nhá. Và chúc em đi chơi vui vẻ.